xin chào các bạn lại quay trở lại với chuyên mục những hiện tượng xảy ra trên quả bưởi ở cái thời gian này đó là thời gian tháng 3 cuối tháng 3 và đầu tháng 4 âm lịch thì à, clip trước mình chia sẻ cho các bạn một cái hiện tượng quả bưởi bị à, bị giám đấy. quả bưởi bị giám đây các bạn đấy hiện tượng quả bưởi bị giám đấy. nguyên nhân như thế nào và cái cách chúng ta xử lý ra sao thì uh, clip trước mình đã chia sẻ cho các bạn thì các bạn nào mà mà chưa lắm được thì các bạn có thể là qua clip đó để đăng ký kênh và để xem những cái clip đó đấy các bạn đấy và đăng ký kênh của mình và để xem lại cái clip đó để chúng ta biết được cái uh, cái nguyên nhân cũng như cái cách trị đó và clip ngày hôm nay mình lại chỉ ra cho các bạn một cái hiện tượng nữa mà cũng rất là nhiều nhà vườn đang thì gặp phải để chúng ta uh, đặc biệt là những bạn đặc biệt là những bạn mới trồng bưởi để chúng ta yên tâm và biết cách phòng 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 trị kịp thời hơn cho nó cho vườn bưởi được hiệu quả thì chia sẻ với các bạn ở cái thời điểm này ở cái thời điểm này nếu vườn mà vườn chúng ta mà chưa được phun phòng à không được phun phòng mà, thuốc đều đặn ở một cái thời gian như là thời gian sau thu hoạch và thời gian khi đậu quả thì ở cái thời điểm này đấy những hiện tượng quả bưởi bị giám rồi thì quả bưởi bị uh, sâu hại tấn công bệnh nữa thì xảy ra cũng rất là nhiều luôn thì uh, có rất là nhiều bạn lúng túng ở cái thời điểm này thì uh, clip ngày hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn một cái hiện tượng nữa thì cái hiện tượng này những bạn nào mà đã biết rồi thì các bạn có thể tham khảo hoặc bỏ qua và những bạn nào chưa chưa biết thì các bạn lại tiếp tục theo dõi cùng mình nhé các bạn thì thì cái hiện tượng thứ hai nữa xảy ra ở cái thời điểm này là trên quả bưởi của chúng ta phát triển bình thường thì nó có màu xanh như thế này Đấy, màu xanh rất là đẹp màu xanh nam ạ màu xanh non nam ạ Đấy, còn một số cái quả bưởi chúng ta lại xuất hiện xuất hiện cái tình trạng có đốm trắng như thế này các bạn ạ Qua bưởi chúng ta lại xuất hiện cái đốm trắng như thế này Thì uh, có một cái video mình cũng đã chia sẻ cho các bạn Cái hiện tượng đốm trắng trên lá và hiện tượng hiện tượng đốm trắng trên quả này Thì một số bạn có cho rằng đó là quả bưởi bị lấm Cây bưởi bị lấm Nhưng mà không phải các bạn Những quả bưởi như thế này là không phải bị lấm Đấy. Thì uh, Hôm nay mình lại chỉ ra cho các bạn, đây một quả bưởi này, quả bưởi này còi mà nó bị nặng quá nặng luôn này, nó nặng mà nó không phát triển được các bạn. Đấy. Thì uh, chia sẻ với các bạn <laughs> cái hiện tượng quả bưởi như thế này, thì uh, đây là quả bưởi bị nhện trắng làm tổ. Đấy. Bên cạnh những quả bưởi dám mà mình chia sẻ ở clip trước thì quả bưởi đó đã bị nhện trắng tấn công nhện trắng phá hại ăn luôn đấy nó nhiều quá nó ăn luôn còn ở đây là những quả bưởi mà bị với tỷ lệ ít thì quả bưởi này đã bị nhện trắng nó tấn công đó là quả bưởi này cũng bị nhện trắng tấn công nhưng con nhện trắng ở đây nó sẽ không không ăn và nó sẽ làm tổ trên đó các bạn đây các bạn có thể quan sát các bạn không thể quan sát nếu mà ở trước mặt màn hình các bạn là một quả bưởi và mình đã nhìn thấy có thể nhìn thấy một con nhện trắng đã bò nhớ rất là nhỏ này các bạn thấy quan sát không? Đấy, các bạn nhìn thấy quan sát có một con bưởi, con nhện trắng rất là nhỏ này. Đấy ở đầu ngón tay mình này, đấy, trắng trắng này. Đấy, nó đang đi bò đây các bạn, đấy. Nó đang đi bò, con nhện trắng này là con nhện trắng khá to đấy, mình nghĩ nó là con cái. Nó là con nhện trắng cái này các bạn, đấy nó bò rất là nhanh thì cái dòng là nó rất là nhanh luôn các bạn ạ đấy, là một con nhện trắng mình nghĩ đoán là một con nhện trắng cái vì vì nó rất là to luôn này đấy, nó đang bò để nó tìm kiếm những cái tổ ở trên quả này các bạn đấy, nó tìm kiếm những cái chỗ mà trũng để nó đẻ vào đấy, nó làm tổ ở trên thì nó xảy ra cái hiện tượng nó là gì có đốm trắng như thế này thì cái hiện tượng này nó cũng xảy ra ở trên ná các bạn ạ lá này bị rất là nhiều luôn này các bạn xảy ra trên lá này thì thường là những đây là những cái lá già đấy, lá già từ năm ngoái ấy. bị như này nhưng hiện tại thì vẫn đang bị để các bạn thì các bạn có thể quan sát cái lá lon cái lá lon cũng bị như này đấy. là bị nó đang làm tổ đang tấn công rất là mạnh Đấy, những cái vườn mà bị như thế này nếu chúng ta mà không phun phòng thì quả bưởi chúng ta sẽ bị chuyển sang màu giám hoặc là những quả bưởi bị còi luôn các bạn thì quả bưởi của chúng ta sẽ xảy ra bị bị dám và một thứ hai là những quả bưởi nó bị nó bị nó tấn công mạnh nó ăn nhiều nó sẽ làm chai sạn nó sẽ làm cho quả bưởi bị méo mó và và nó xảy ra hiện tượng như trước mắt mình màn hình các bạn đấy, to không đều này chai này, chỗ này chai này, chỗ này thì to phình nha này Đấy, vì vạ này nó tấn công như thế này dài đặc như thế này luôn Đấy, các bạn Đấy. thì những cái trái bưởi như thế này không thể phát triển được và có thể dụng đi còn những cái trái bưởi to hơn như thế này. Vẫn chống chọi được nhưng quả nó sẽ không được chất lượng các bạn ạ. Đấy. Thì tại sao nhiều số bạn bảo là tại sao là vườn mình mình mà thành công mình mình thành công rồi mà vườn mình mình chia sẻ mình thành công, các bạn cho rằng mình là mình là mình, các bạn cho rằng là mình là người thành công, mình chia sẻ lên đây thì chắc chắn vườn mình sẽ không phải không bị mới đúng. Vườn mình không bị. Đấy phải là cái vườn đẹp thì mình mới dám chia sẻ được đó thì nhiều bạn cho là rằng như vậy nhưng chia sẻ với các bạn rằng là nếu như mình mà đã thành công thì có lẽ mình đã không chia sẻ được như các bạn như thế này đó. bởi vì sao bởi vì mình đã đi qua mình đã qua và mình trực thực tế đó. mình làm nó thực tế đó. thấy sao mình bảo vậy thì mình bảo những cái cách mà mình đã làm để chỉ cho các bạn các bạn Đấy. mình chỉ ra Đấy. để các bạn nào có quan tâm thì các bạn có thể là áp dụng để khắc phục. Còn những bạn nào mà à, à, không thấy nó không hợp lý, không hay, đấy, không đúng thì các bạn cũng thể là bỏ qua thôi. Bởi vì quá trình làm vườn không phải là ai cũng có thể một mình mà tự mày mò được. Bắt buộc chúng ta là phải học hỏi lẫn nhau, học hỏi kinh nghiệm mà lẫn nhau và 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 những cái kiến thức người ta đã đi sai, đấy, người ta đi sai thì mình biết mà tránh còn là người ta đã làm rồi thì mình cũng người ta đã làm rồi thì mình phải tìm cách cách mình tìm một cách nào đó để chúng ta bứt phá hơn bứt phá hơn thì mới là ok các bạn ạ Và cuối cùng là gì cuối cùng nhà vườn chúng ta là gì mỗi một chúng ta không đến lúc mỗi mùa bưởi chúng ta sẽ không cần phải học ai nữa bởi vì mỗi một người có một cái kinh nghiệm riêng có một cái cái kỹ thuật riêng cho riêng cái vườn của mình đấy các bạn ạ đấy mới là một cái điều cuối cùng chí để mà suốt ngày cứ đến thời gian này lại đa lên mạng xem cái người ta làm như thế nào đấy, xem người ta làm như thế nào bao trái chưa phun thuốc gì à, phun thuốc như thế nào liều lượng ra sao đấy loại thuốc đó bao nhiêu tiền sau đó thì chúng ta lại tiếp tục cứ thế mua và hôm khác lại thế loại thuốc nữa cũng thế lại mua đấy. thì xin chia sẻ với các bạn mình cũng đã từng trải qua như vậy nên mình biết lại bị bị như này mình ra vườn thăm bị này thế là đau lên biện tượng như thế này bị thuốc gì lại mua tiếp tục chị sau đó quả bưởi bị thế kia lại tiếp tục mua thuốc về chị cây bưởi bị như thế này lại tiếp tục mua thuốc về tưới và cuối cùng là gì thiệt hại kinh tế rất là nhiều và hiệu quả đem lại không cao cuối cùng cuối cùng mình phải đúc kết lại được những cái từ đó mà mình đúc kết được cho mình một cái 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 kiến thức áp dụng riêng cho cái vườn của mình có thể là những kiến thức này chỉ phù hợp với vườn của mình đấy, mà không phù hợp với vườn của người khác đấy, các bạn ạ Đấy. chứ không phải là cùng một kiến thức mà áp dụng chung cho tất cả các vườn được có thể các vườn đồi vườn trũng vườn thấp đấy, vườn thì áng nước vườn thì bằng trồng ở ruộng đó rất là nhiều nên chúng ta từ đó chúng ta rút ra được cái bài học áp dụng riêng cho cái vườn của mình thì clip ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái hiện tượng mà cái quả bưởi nó có đốm trắng Đấy, quả bưởi có đốm trắng thì đó là một quả bưởi mà bị nhện trắng làm tổ còn quả bưởi bị dám như clip trước mình chia sẻ thì là quả bưởi bị nhện trắng tấn công quá nhiều luôn Đấy, cũng là nhện trắng thôi Đấy, cuối cùng mục đích cuối cùng của nó là gì đều là nhện trắng tấn công cả đó, thì chúng ta biết được cái nguyên nhân như vậy để chúng ta trị thì cũng chia sẻ với các bạn ở cái thời điểm này mà bị hiện tượng xảy ra hiện tượng một quả bưởi bị đốm trắng mà mà bị nhện trắng nó tấn công như vậy ấy, nó làm tổ như vậy thì chúng ta ở cái thời điểm này cũng thời điểm này thì chúng ta cũng thể là với mình thì mình chỉ dùng dầu khoáng thôi các bạn thì lát nữa mình cũng chia sẻ với các bạn là lát nữa mình cũng dùng dầu khoáng thì mình phun thì trời nó trời nó dâm hiện tại bây giờ là chiều rồi nhưng nó rất là nắng thì mình đợi nó dâm một chút mình lại phun một lượt nữa nó là lượt thứ hai thì thực chia sẻ các bạn là từ lúc thu hoạch giờ mình phun lần này là lần mới lần là lần thứ hai lần thứ hai luôn thì uh, mình chỉ phun bằng dầu khoáng là vì năm nay mình do cái góc độ công việc của mình mình không có thời gian chăm vườn nên uh, quả năm nay nó hơi xấu một chút cũng chia sẻ với các bạn như vậy Đấy, những cái bạn nào mà chịu khó chăm vườn thì các bạn để ý làm sao cho cái vườn chúng ta được đẹp Đấy. thì uh, các bạn này dùng dầu khoáng thì các bạn là uh, phun vậy giờ khoáng thì nó đỡ độc vì vì thời gian này nó lắng mùa hè này phun mệt lắm các bạn ạ Đấy, phun một hai phi thuốc thì vườn các bạn ít thì không sao vườn nhiều bạn phun một vài phi thì mệt cực luôn Đấy, chúng ta có thể thì mình chỉ chọn bằng dầu khoáng mình phun thôi vì nó độ bám dính lên thì cái trị nhện này nó cũng rất là đơn giản thôi còn dòng dẹp thì dày dẹp thì nó ít các bạn ạ dòng dẹp nó ít lắm nó phá trị phá nhưng nó không phá mạnh bằng cái loại dòng nhện trắng này Đấy, thì các bạn có thể dùng cái loại thuốc như vậy hoặc là chúng ta liều lặng hơn thì chúng ta có thể cộng mê kết hợp me uh, thuốc sâu uh, sinh học để chúng ta phun kết hợp vào cái dòng thuốc nội hấp ấy thì cái uh, đặc biệt cái mùa nóng này mùa nắng nóng này thì nó sẽ rất là nhanh còn nhện trắng nó sẽ nhanh chết lắm các bạn à. rồi clip ngày hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn những kiến thức uh, đơn giản như vậy thôi rồi thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha